có hiện tại, bởi vì mình phải tận dụng hiện tại, bởi vì hiện tại cái chữ present này cũng có nghĩa là hiện tại, cũng là món quà cho chúng ta, hiện tại là món quà. Bởi vậy cho nên hiện tại người ta mới kêu là present, bởi vì nó là món quà cho đời của mình. Thì dùng cái món đó bây giờ đi, đừng có nghĩ tới quá khứ, mà cũng đừng có nghĩ tới tương lai, là bởi vì mình cũng không biết nó sẽ ra sao nữa. Bây giờ chúng ta học, khoan đi xong cái này rồi tôi đi ngược lại. Completely, biết chữ complete không? Complete là hoàn thành, là to complete, mà tính từ là hoàn toàn. Complete, toàn bộ, đầy đủ, complete. Mà dạng từ một cách toàn vẹn là completely, adjective là complete, là tiếng adjective ha, là complete. Bây giờ chúng ta thử đặt câu với chữ động từ to complete coi. Chàng câu coi. I complete the my job. I complete my job. Complete như vậy thì mình phải nói bằng quá khứ rồi, mình xong rồi phải không? Phải không? Mình xong rồi thì là I completed my assignment, my homework, phải không? This is a joke. I completed my homework. Tôi đã làm xong bài tập của tôi ha, bài tập ở nhà. I say it's a joke because you never do it. Okay. I completed my homework. Gì nữa? Bây giờ chúng ta nói dùng bằng adjective với chữ complete. I complete my form. You completed yours. Yeah. I completed my application form. Phải không? Yeah. Okay, good. I completed my application form. Rồi, cái gì bây giờ chúng ta xài chữ complete. Thôi bây giờ là dùng adjective đi. Nãy giờ là verb rồi, bây giờ mình lấy chữ này nè. Adjective. Mấy bà là muốn cái gì cũng muốn nguyên một bộ, phải không? Nguyên một bộ là một bộ chén dĩa cũng muốn nguyên một bộ, bộ son nồi cũng muốn nguyên một bộ, jewelry cũng muốn nguyên một bộ. Không biết gì, nguyên một bộ là set ha, a complete set. Of cái gì? I want a complete set of this. Cái gì? This.
of China. Đó, China là đồ đồ sứ đó, đồ sành đó. Đó. China chứ không phải bên Trung Quốc đâu. China mà quyết biết không có hoa là đồ sành, đồ sứ đó. Complete set of China. Bởi vậy nghe nói này mà không biết cái tiếng thành ngữ này nó chết, nó muốn nguyên cả nước Trung Quốc vĩ đại hả? Không được. Okay, a complete set of China. A complete set, từ người hay complete đi với chữ sáng set of something. A complete set of cookware. Thấy không? Cookware là son nồi giáo rồi này kia, kêu là cookware. Mấy ông thì cookware. Mấy ông thì want a complete set of of tools, phải không? Tools. À, wood tools hay là mấy ông mà hay mấy ông ở nhà hay lấy cái bao dài vô xong rồi bỏ tool vô đi lòng vòng bên nhà. Tools, à, complete set of mechanic tools, đồ mà sửa xe hơi á hả? Đấy không? Thì nhớ chữ complete thì đi với chữ set, nhớ là complete, nó là adjective, a complete set of như cái chữ của câu số 4 là chữ slip. Đó, cái này là to slip. Slip. Sleep. Cái này có hơi có ea giống cậu á, ea ở đó ha, nhưng mà không có nhiều lắm nha. Sleep. Bây giờ đọc slip thì cái này là quá khứ nè, thành ra hai chữ p ha, thì đồng sao slip. Bởi vì cái gì mà ending bằng vần ta thì nó thành đi sợ slip. Câu số 5. I think I know his name. It's on the key of my tongue. Tôi nghĩ là tôi biết tên của anh chàng này. Cái tên nó đang ở cái gì của cái lưỡi của tôi? The front. The tip. It's on the tip of my tongue. Nó ngay trên đầu lưỡi của tôi mà tôi không nói ra được. It's on the tip of my tongue. Tip là cái đầu. Mình đi mua đồ hộp á, băng hộp á, nó kêu là gì? Có cái tip phải không? Bamboo shoot tip. Tip of the bamboo shoot là cái ngọn. Cái ngọn của cái bột băng á, cái tip